Chào mừng các em đến với kênh thầy Liêm. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi vở bài tập tiếng Việt 4 tuần 1 trang 6 trang 7. Luyện từ và câu, luyện tập về cấu tạo của tiếng. Số 1 nhỏ, ghi kết quả phân tích cấu tạo của từng tiếng trong câu tục ngữ sau vào bảng. Khôn ngoan đối đáp người ngoài, gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau. Tức là các em sẽ làm theo cái yêu cầu của bài, đó là phân tích cấu tạo của từng tiếng trong cái câu tục ngữ này. Thì ở đây đề bài yêu cầu là chúng ta sẽ phân tích cấu tạo. Cấu tạo của tiếng thì gồm có là âm đầu, vần và thanh. Thì ở đây ví dụ ở đây có người ta có làm mẫu, chúng ta xem đề bài làm mẫu là tiếng khôn thì có cấu tạo là âm đầu là khờ, vần, vần ôn và thanh thì là thanh ngang. Tương tự thì các em làm cái tiếng tiếp theo, ngoan, tiếng ngoan thì có âm đầu là ngờ, ngờ đơn, vần là o a n an và thanh là thanh ngang. Rồi tiếp theo từ đối có âm đầu là đờ và vần, vần oi, thanh thì là thanh sắc. Rồi đáp âm đầu là đờ, vần áp và thanh sắc. Rồi người âm đầu là ngờ, vần, vần ơi và thanh thì là thanh huyền. Tương tự với những cái tiếng còn lại thì các em sẽ làm với những cái tiếng còn lại ở cái câu tục ngữ này. Khôn ngoan đối đáp người ngoài, gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau. Đó thì các em sẽ trình bày là tiếng khôn âm đầu là khờ, vần ôn, thanh ngang. Ngoan là âm đầu là ngờ, vần oan, thanh ngang. Đối âm đầu là đờ, vần oi, thanh sắc. Rồi đáp âm đầu là đờ, vần áp, thanh sắc. Người âm đầu là ngờ, vần ơi, thành huyền. Ngoài âm đầu là ngờ, vần oai, thành huyền. Gà âm đầu là gờ, vần a, thành huyền. Cùng âm đầu là cờ, vần ung, thành huyền. Một âm đầu là mờ, vần ốt, thành nặng. Mẹ âm đầu là mờ, vần e, thành, thành nặng. Chớ âm đầu là chờ, vần ơ, thành sắc. Hoài âm đầu là hờ, vần oai, thành huyền. Đá âm đầu là đờ, vần a, thành sắc. Nhau là âm đầu là nhờ, vần ao, thành ngang. Rồi tiếp tục câu số 2. Những tiếng bắt vần với nhau trong câu tục ngữ trên là gì? Thì em thấy là khôn ngoan đối đáp người ngoài, gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau. Thì cái tiếng mà bắt vần với nhau đó là câu tục ngữ trên đây là tiếng, tiếng ngoài và hoài. Khôn ngoan đối đáp người ngoài, gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau. Như vậy chúng ta sẽ trình bày trả lời câu 2 là những tiếng bắt vần với nhau trong câu tục ngữ trên là ngoài và hoài. Câu 3, ghi lại những cặp tiếng bắt đầu bắt vần với nhau trong khổ thơ sau, cho biết cặp tiếng nào có vần giống nhau hoàn toàn, cặp tiếng nào có vần giống nhau không hoàn toàn. Chú bé lắc choắc, cái sắc xinh xinh, cái chân thoăn thoắt, cái đầu nghen nghen. Như vậy những cặp tiếng bắt vần với nhau đó là lắc choắc, còn xin và ngên thì đây là những tiếng bắt vần với nhau. Còn cái cặp tiếng có vần giống nhau hoàn toàn đó là chắc và thoát, có giống nhau đó về vần, vần oắt. Rồi tiếp theo cặp tiếng có vần giống nhau không hoàn toàn đó là xin và ngên thì có vần in và vần en. Đó, như vậy thì các em sẽ trình bày như sau. Những cặp tiếng bắt vần với nhau là lắc, chót, thoát,
Xin nghênh, cặp tiếng có vần giống nhau hoàn toàn là chắc, thoát, vần, vần oắt. Cặp tiếng có vần giống nhau không hoàn toàn là xin, nghênh, vần in và ên. Rồi câu 4, hai tiếng bắt vần với nhau là hai tiếng. Như vậy thì người ta hỏi là hai tiếng bắt vần với nhau là hai tiếng như thế nào ạ? Thì từ các trường hợp mà em vừa làm bài ở bài tập ở trên đây thì các em hãy rút ra cái nhận xét về cái trường hợp bắt vần có thể có. Thì chúng ta thấy rằng hai tiếng bắt vần với nhau là hai tiếng như thế nào? Là hai tiếng có phần giống nhau hoàn toàn là hoặc là không giống nhau hoàn toàn. Đó, thì các em thấy từ bài tập số 3 này các em thấy, các em rút kinh nghiệm, rút nhận ra cái nhận xét ở trường hợp này là hai tiếng bắt vần với nhau. Tức là hai tiếng có phần, là những tiếng này có phần giống nhau hoàn toàn. Này giống nhau hoàn toàn là vần, chất và oắt. Thoát và chất là có vần oắt. Còn không giống nhau hoàn toàn đó là sinh và nghênh, có vần in và ên. Như vậy chúng ta sẽ trả lời hai tiếng bắt phần với nhau là hai tiếng có phần giống nhau hoàn toàn hoặc không còn hoàn toàn. Rồi tiếp theo câu số 5, giải câu đố. Bớt đầu thì bé nhất nhà, đầu đuôi bỏ hết hóa ra béo tròn. Để nguyên mình lại thon thon, cùng cậu học, cùng cậu trò nhỏ lon ton tới trường là chữ gì? Thì các em đọc cái câu đố này thì các em thấy chúng ta có ba chữ. Bớt đầu thì bé nhất nhà. Thì các em thấy sau khi đọc câu đố này chúng ta thấy là để nguyên mình lại thon thon, cùng cậu trò nhỏ lon ton tới trường. Đó là bút. Rồi bớt đầu thì bé nhất nhà. Chữ bút, chữ thứ nhất này chữ bút. Thì bớt đầu thì bé nhất nhà, chữ bút em bớt chữ đầu bờ thì sẽ thành là út. Bớt đầu thì bé nhất nhà, như vậy chữ thứ hai, cô xin lỗi, chữ thứ nhất đây là chữ út. Chữ út này sẽ là chữ thứ ba, là chữ bút ở đây. Đó, thì các em sẽ được là cộng với là bé nhất nhà. Đó, thì nó gọi là chữ út. Rồi đầu đuôi bỏ hết hóa ra béo tròn, thì chữ bút các em bỏ đầu là bỏ bờ, rồi bỏ đuôi là tờ, thì sẽ ra là chữ bỏ hết hóa ra béo tròn, đó là chữ ú. Rồi chữ tiếp theo để nguyên mình lại thon thon cùng cậu trò nhỏ lon ton tới trường, thì ở đây có cái hình dáng thon thon với gắn với cậu học trò, thì đó là cây bút. Như vậy câu đố ở đây là các chữ như sau: đầu tiên là chữ út, chữ ú và chữ bút. Như vậy thì đến đây các em đã vừa cùng cô theo dõi môn tiếng Việt vở bài tập tiếng Việt lớp 4. Thì sau khi xem xong, nếu các em thấy dễ hiểu thì hãy nhấn nút thích và chia sẻ cho mọi người cùng xem, và đừng quên đăng ký kênh Thị Liêm để được xem những video tiếp theo nhé. Cô chúc em học tốt và cô chào tạm biệt các em.